Vâng, xin chào anh em. Mình hiện tại đang có trên tay là chiếc Galaxy Note 10 Plus anh em nhá. Vâng, một chiếc Galaxy Note 10 Plus thì mình làm rất là nhiều clip để hướng dẫn anh em cách chọn mua rồi. Và trên tay mình hiện tại thì là một chiếc máy của Hàn Quốc. Giá thời điểm hiện tại thì nó chỉ hơn 10 triệu một chút thôi. Cái này thì các anh em có thể nhìn thấy nhá, mình đang nói ở ngày 12 tháng 9 của năm 2020. Đó. Thế nên là để biết chi tiết hơn về giá, anh em có thể vào đường link mfm.vn mà mình để ở dưới phần mô tả ấy. Thì anh em sẽ rõ nhất về giá theo từng thời điểm, theo từng chương trình khuyến mại thì anh em sẽ có giá rất là tốt. Tất nhiên là bên mình sẽ có luôn có mức giá tốt nhất cho anh em để anh em có thể mua được một chiếc máy tốt nhất cũng như là với giá tốt nhất. Đó, máy bên mình thì bao giờ cũng là máy tốt rồi, anh em cứ yên tâm. Thôi, quảng cáo thì đến thế là hết thôi. Cái vấn đề hôm nay mình làm cái clip này ấy, thì cũng đơn giản thôi, như mọi lần mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà anh em mở khóa được chiếc máy này. Đây, hiện tại mình đang có một chiếc máy và nó đang bị khóa mật khẩu như này nhá. Đó, nguyên nhân thì anh em biết rồi, đặt mà quên mất hoặc là bị người khác đặt, không có cách nào để mở cả. Và cũng có một nguyên nhân nào đó mà anh em không thể mở được khóa của chiếc máy này. Thế nên là anh em cứ xem cái clip này của mình sẽ hướng dẫn anh em cách mở rất là đơn giản thôi. Mở một chiếc máy này thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần thao tác trên máy là anh em có thể mở khóa được. Nhưng mà một vấn đề lưu ý nhá, lưu ý đến toàn thể anh em ấy, là thứ nhất là anh em sẽ mất hết dữ liệu trên máy này. Chắc chắn là phải mất hết dữ liệu trên máy. Đó, nếu anh em lưu ở trên đám mây thì không bị mất, đăng nhập vào là được. Đồng nghĩa việc đấy, nếu anh em có đám mây ví dụ như là Google, ví dụ như là Samsung account, thì anh em phải nhớ mật khẩu để sau khi anh em phá xong anh em có thể đăng nhập vào được, để có thể vào bên trong được. Còn nếu trong trường hợp anh em không nhớ mật khẩu ấy, thì cái này nó không khó như ai cả lao đâu, nhưng mà vẫn không thể làm đơn giản được. Trong video này mình sẽ không thể hướng dẫn anh em cách để vào bên trong khi không có Samsung account hay là không có Google được. Đó, chính vì thế là mình chỉ hướng dẫn cho những anh em nào thực sự là chủ nhân của chiếc máy này mà quên mật khẩu thôi nhá. Những anh em nào mà có gọi là nhặt được này, hay là có một số thủ thuật nào đó mà có được chiếc máy này mà lại không phải của mình và muốn phá được mật khẩu màn hình thì chỉ là phá mật khẩu màn hình thôi, còn vào bên trong thì sẽ không vào được đâu nhá. Đó là lưu ý với anh em là như vậy. Thế nào, anh em xem clip này đừng hỏi mình là em phá xong bây giờ nó hỏi Google thì vào thế nào nhá. Cái đấy mình chịu nhá, mình chỉ hướng dẫn anh em cái phá mật khẩu màn hình thôi. Thì để phá mật khẩu màn hình của chiếc máy Galaxy Note 10 cũng như là Galaxy Note 10 Plus này ý, chắc chắn một điều là những cái phím bấm chúng ta sẽ dùng thủ thuật là chỉ cần chiếc máy thôi và thao tác ấn phím thôi. Thế nên là tất cả những cái phím bấm này, to nhỏ này và phím nguồn là phải hoạt động bình thường nhá. Chắc chắn là phải hoạt động bình thường, còn nếu nó không hoạt động bình thường anh em phải đi sửa cho hoạt động bình thường anh em mới phá được. Cái đấy là mình phải khẳng định với em là phải như vậy nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thao tác như này. Việc đầu tiên là chúng ta phải tắt được chiếc máy này đi. Bây giờ Samsung nó bảo mật cao lắm. Bây giờ là Note 10 nó không có phím nguồn. Thế nên có giữ phím này thì ông trợ lý Big 3 ông hiện lên thôi. Không có phím nguồn ở bên này như chiếc Note 9 hay những chiếc Samsung trở về trước. Thế nên là bằng một cách là chúng ta sẽ giữ phím nhỏ tiếng này và giữ phím nguồn này để tắt nguồn nhá. Đây này. Đó, anh em nhìn không? Giữ nó hiện ra này, nếu anh ấn vào đây này, tắt nguồn này, nó lại hỏi mật khẩu. Đó, anh em thấy ghê không? Chứ không phải là ấn phát là tắt được luôn đâu nhá. Thế nên là chúng ta sẽ phải có thủ thuật. Anh em nghe kỹ mình nhá. Phải nghe kỹ nhá, chứ không phải là mình sẽ không trả lời với trường hợp là tại sao em làm như anh 100% không được nữa. Đầy bạn không xem kỹ mà nói làm như mình 100% chắc chắn là không được. Nếu các bạn không xem kỹ nhá, nên phải xem kỹ. Đây, ấn lại nhá. Nhỏ tiếng với nguồn này. Đấy này. À, nhầm, không phải nhỏ tiếng với nguồn mà bit mai mới nhỏ tiếng này. Đấy, anh em giữ nhá. Giữ lại cho mình. Đấy. Đó, anh em nhìn nó hiện lên chưa? Giữ cùng một lúc nhá, nó sẽ hiện lên như này, cứ giữ thôi, đừng ấn cái gì cả. Đến lúc nó sập đen xì, ok. Như này là tắt rồi, bây giờ chúng ta lại giữ nguồn và to tiếng. Nhầm, bit mai to tiếng. Bit bài và to tiếng cho mọi người. Đó, sau đó hiện lên thì thả tay phím bit bài này, giữ phím to tiếng thôi. Để làm gì nhỉ? Nó sẽ vào cái chế độ như này. Cái đây là chế độ recovery. Đó, anh em nhìn nhau. Android recovery này, và đây là một chiếc máy Note 10 của Samsung nha. Thì ở trên này nó sẽ có cái màn hình chức năng, màn hình menu như này. Trên cùng là reboot system now, có nghĩa là khởi động lại thiết bị, lại trở lại trạng thái bây giờ. Tiếp nữa là sẽ phần reboot to bootloader thì chúng ta sẽ không quan tâm đến bootloader nhiều đúng không? Tiếp nữa là sẽ đến phần update từ ADB, có nghĩa là chúng ta sẽ update thông qua máy tính bằng file zip ấy. Dưới là update bởi SDK, thì hai cái này là nó liên quan đến vấn đề kỹ thuật và update phần mềm chúng ta không quan tâm. Đó, chúng ta chỉ quan tâm đến chức năng này này. Đó, ấn ngay từ chức năng wide data factory reset ấy thì sẽ thấy điện thoại nó cảnh báo là nếu sử dụng chức năng này ấy
Đây anh mình Google account và các thứ anh em phải biết này, mật khẩu này, và nó sẽ mất hết dữ liệu của anh em. Chúng ta có thể, nó sẽ báo đỏ đây này, hiểu nôm na như vậy thôi, mình không giỏi tiếng Anh đâu. Anh nào em nào biết chính xác cái thuật ngữ tiếng Anh, cái nghĩa tiếng Anh này là gì thì anh em comment bên dưới để cho mọi người cũng biết nha. Còn lại là mình chỉ hiểu nôm na là vào đây là để xóa tất cả máy trở lại trạng thái ban đầu như máy mới. Và lưu ý là tài khoản Google và tài khoản Samsung Account là phải biết để đăng nhập vào. Ok chưa? Thì những cái phần dưới như là wide data cache này này, hay là phần chuyển phần mouse system này, hay là phần well recovery loud này, hay là phần này thì chúng ta không quan tâm, mà chúng ta chỉ quan tâm duy nhất đến cái phần factory reset để phá mật khẩu thôi nhá. Đó anh em lưu ý lại này. Chỉ quan tâm duy nhất đến phần factory data factory reset để phá mật khẩu nhá. Thì nó là có ba phím như này, lên xuống đúng không? Rất đơn giản thôi, và phím bitbuy nó sẽ là phím chọn. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó, nó sẽ thông báo là nó là xóa sạch dữ liệu người dùng. Thao tác này không thể hoàn tác lại, có nghĩa là xóa sạch sẽ không thể là khôi phục lại được ấy. Anh lưu ý là như vậy nhá. Thế nên là dữ liệu trên máy xác định là phải mất hết thì mới phá được mật khẩu. Ok, là chúng ta sẽ chọn lại phần là hủy hoặc là thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Tất nhiên rồi, chúng ta đâu có nhớ mật khẩu để vào đâu. Chúng ta sẽ chọn là thiết lập lại dữ liệu ban đầu, có nghĩa là như một chiếc máy mới. Ấn Big Buy tiếp để chọn nhá. Đó, vẫn là lên xuống để lựa chọn menu này và phím Big Buy để chọn menu để thực hiện. Ok, thì sau khi là ở trên này nó báo như này. Đó, nó ấn này nó sẽ chạy nhá. Là format cách này, format cây data này, format cây refill này, là data with complete, có nghĩa là hoàn thành quá trình format khôi phục lại dữ liệu ban đầu. Ok, là nó sẽ khôi phục lại hoàn toàn nhá. Thì bây giờ chúng ta có thể chọn vào phần reboot system đúng không? Đó, chúng ta ấn vào đây để reboot. Ok, nó sẽ khởi động lại máy. Và sau khi khởi động lại máy là xong, là máy đã trở lại trạng thái ban đầu. Trạng thái ban đầu là như thế nào? Như lúc chúng ta mua máy tại cửa hàng, như lúc chúng ta mua máy mới, nhưng có điều nếu có Google thì chúng ta phải đăng nhập. Vậy thôi, đơn giản, rất là đơn giản như vậy thôi nhá. Anh em chỉ mất tầm khoảng 2 phút là có thể là phá được mật khẩu chiếc máy này rồi. Vâng, thì đây mình lại giới thiệu lại nữa, bây giờ lại tiếp một quảng cáo nhá. Đây là một chiếc máy của Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy là đây là nhà mạng SKT, là SK Telecom của Hàn Quốc ấy. Phiên bản này đang hiện đang chạy ROM gốc của Hàn Quốc và dùng là khá tốt. Hiện tại ROM gốc của Hàn Quốc thì dùng không khác gì Việt Nam. Có tiếng Việt đầy đủ này, tin nhắn cũng gần như không bị hạn chế, cái tự mà bây giờ chúng ta không dùng SMS nhiều đúng không? Tất cả chức năng là hoạt động hoàn hảo, trừ chúng ta sẽ không dùng được Samsung Pay. Vâng, thì tất nhiên là Samsung Pay chúng ta không dùng làm gì đâu, bây giờ ít người dùng, mà chúng ta sẽ vẫn dùng được những ứng dụng ngân hàng khác bình thường. Chúng ta vẫn sử dụng được những tính năng bảo mật như là Knock, tất cả các thứ hoàn toàn bình thường, và cấu hình của sản phẩm này cũng như là băng thông y hệt bản Việt Nam. Thế là không có trường hợp bị sóng yếu đâu nhá. Nên anh em mua những chiếc Galaxy Note 10 của Hàn Quốc này thì ok, nói chung là chúng ta sẽ không phải suy nghĩ gì về vấn đề sóng cả, và đặc biệt sản phẩm này là có hỗ trợ 5G. Thế nên là những chiếc Note 10 cũ tại Việt Nam là không có 5G, sắp tới nhà Việt Nam sẽ triển khai mạng 5G thì những chiếc máy này sẽ dùng được. Bây giờ anh em có thể bỏ tiền mua một sản phẩm và Việt Nam đã phân phối những sản phẩm 5G, ví dụ như là K30 Note 20 Ultra 5G rồi, nhưng mà giá thành rất là cao. Thế nên là nếu anh em nào muốn trải nghiệm 5G với cái mức túi tiền hợp lý với chiếc Samsung, thì anh em có thể mua chiếc Galaxy Note 10 5G này, cũng như là chiếc Galaxy S10 5G tại tại Việt Nam, tại những cửa hàng kinh doanh mặt hàng mà từ Hàn Quốc về như bên mình chẳng hạn. Đó, thì để mua hàng bên mình thì anh em có thể vào website là msm.vn nhé, hoặc là anh em có thể gọi điện cho mình theo số điện thoại là 02256526789, hoặc là có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 170 Lấy Chạy Hải Phòng nhé, để được trải nghiệm cũng như là để được tư vấn bán hàng một cách nhiệt tình nhất. Anh em mua hàng từ xa thì anh em sẽ được ship COD và hoàn toàn là không phải trả tiền trước đâu. COD nghĩa là anh em nhận được hàng anh em phải thanh toán nhá. Đó, yên tâm như vậy, bên mình đã làm rất là nhiều clip hướng dẫn anh em cách chọn mua rồi. Thế nên là khi anh em mua, anh em cứ yên tâm, mình đã làm clip thì mình sẽ không thể là bán cho anh em những mặt hàng vớ vẩn được, để mà mình mất uy tín trên hệ thống đúng không? Đó, anh em yên tâm nhá, mà mua đặt hàng bên mình thì đơn giản như vậy thôi. Bây giờ anh em sẽ chờ đợi cái bước khởi động này. Thì sau khi anh em wire factory reset xong thì chúng ta sẽ phải khởi động mất khoảng tầm 5 phút, hoặc là thậm chí lâu hơn một chút. Thế anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá. Đừng tắt đi làm lại, mà kiên nhẫn chờ đợi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nhá. Đó, anh em thấy không? Sau khi khởi động xong, mà tất nhiên là bản Hàn Quốc mà, nó sẽ có cái mục cài đặt là bằng tiếng Hàn đây này. Đó, nhưng yên tâm nhá, tí vẫn có tiếng Việt là chúng ta lựa chọn nhá. Đó, chứ không phải như ngày xưa thì những chiếc máy Hàn Quốc không tiếng Việt đâu, nhưng mà từ như là trước những chiếc Galaxy S6 hay Note 5 ấy, nó đã có tiếng Việt tích hợp rồi. Đó, rất là ít ngôn ngữ, không nhiều ngôn ngữ đâu, nhưng mà trong đó lại có tiếng Việt đó, anh em nhìn thấy không? Có tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản này, tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức này, tiếng Anh này. Đó, tiếng Tây Ban Nha này. Cái này không biết là tiếng gì, tiếng Pháp và Indonesia này. Đó, đây hình như là Malaysia này, đó. Không phải là nhiều, không phải hoàn toàn tất cả ngôn ngữ trên thế giới, nhưng mà có tiếng Việt. Quan trọng là như vậy đúng không? Chúng ta sẽ chọn tiếng Việt nhé.
Đó. Tiếp tục nào, ấn vào mũi tên. Sau đó là đồng ý các thỏa thuận của Samsung. Tất nhiên là không phải đọc nhiều làm gì và mất thời gian. Có máy dùng được, chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi. Khi nếu có nút bỏ qua như này này là có nghĩa là chúng ta sẽ không có tài khoản Google hay là cũng Samsung account ở đây thì chúng ta sẽ bỏ qua được. Mình sẽ ấn bỏ qua cho nhanh nhé. Tất nhiên là mình sẽ không sao chép bởi vì đây là chiếc máy mình đang bán mà. Tiếp theo chưa? Đó, chấp nhận này. À, bây giờ chúng ta có thiết lập không nhỉ? Ờ, tôi đã quên một lần tôi thiết lập làm gì đúng không? Thiết lập sau vậy. À, bỏ qua. Đó. Vẫn bỏ qua. Bây giờ sẽ là bỏ qua tiếp. Vâng, bỏ qua tiếp này. Đó, thì ở phần này là của Samsung Hàn Quốc nó mới có nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn là chế độ giao diện là SDK T-Phone Mode hay là chế độ giao diện là Samsung. Đúng không? Tất nhiên là SDK đâu có cần dùng đâu. Chúng ta sẽ chọn là Samsung, đúng không? Nên nhớ là Samsung nhá, tí chọn đây là phải vào trong cài đặt chọn lại này. Nên giao diện nó khó dùng lắm. Chọn Samsung nhá. Như bình thường thôi. Bây giờ có cài những ứng dụng này hay không thì tất nhiên là chúng ta sẽ bỏ qua để không cài nhá. Mất thời gian lắm. Bỏ qua hết đi. Để khỏi phải cài những ứng dụng của Hà này vào. Chứ anh em nào mà nhanh tay ấn tiếp theo là sẽ cài đấy. Ok, bỏ qua. Này, hoàn tất đây. Đó, nếu mà trong trường hợp mà có tài khoản nó sẽ hỏi đấy, nó bắt anh em kết nối Wi-Fi. Cái chỗ bỏ qua nó sẽ đen đi và lúc đấy anh em phải kết nối Wi-Fi và tí nữa nó sẽ hỏi là anh em có tài khoản anh em đăng nhập vào. À, anh em mà không phải là chủ nhân chiếc máy này thì anh em, hoặc là anh em quên tài khoản đấy thì cái video này sẽ không hỗ trợ được cho anh em đâu, mà anh em cứ comment bên dưới đi thì mình sẽ hướng cho anh em cách làm. Đó, ok chưa? Đó, bây giờ sẽ phá được bình thường và bây giờ mình lại vào bên trong bình thường được nhá. Đó, Note 10 5G, Note 10 Plus 5G Hàn Quốc. Giá thời điểm hiện tại chỉ hơn 10 triệu thôi nhá. Đó, chi tiết này vào đường link mô tả. Anh em xem clip này mà anh em thấy hữu ích ấy thì anh em nhớ cho mình một like và chia sẻ cho người khác cùng xem. Đó, để ủng hộ mình thì anh em có thể subscribe kênh YouTube. Mình sẽ đưa ra rất nhiều clip hướng dẫn chọn mua máy cũng như là hướng dẫn phá mật khẩu, hướng dẫn các thủ thuật về điện thoại cho anh em xem. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.